Minh Vân xin chào tất cả mọi người thân mến. Có khá nhiều người quan tâm đến huyện Khánh Vĩnh thời điểm này sau khi mà tỉnh Khánh Hòa công bố quy hoạch đầu tư xúc tiến mới nhất vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Nhìn trên bản đồ vệ tinh, mọi người sẽ thấy là huyện Khánh Vĩnh nằm ở phía tây của tỉnh Khánh Hòa. Từ thành phố Nha Trang di chuyển lên huyện Khánh Vĩnh khoảng tầm 31,9 km qua hai cái trục đường chính là đường Cao Bá Quát và đường Võ Nguyên Giáp. Phía đông bắc là giáp với thị xã Ninh Hòa. Đi thẳng phía tây bắc lên trên chính là Đắk Lắk Buôn Ma Thuột đây mọi người. Phía đông nam chính là Cam Lâm, Cam Ranh. Phía tây nam đi thẳng xuống dưới chính là tỉnh Ninh Thuận. Có một điều đặc biệt là từ huyện Khánh Vĩnh đi thẳng sang thành phố Đà Lạt chỉ có hơn 100 km thôi. Trên bản đồ hành chính thì huyện Khánh Vĩnh có diện tích là 1.165 km, quy mô dân số hiện tại là 36.000 người, có thị trấn Khánh Vĩnh và 13 xã, đó là Cầu Bà, Giang Ly, Khánh Bình, Khánh Đông, Khánh Hiệp, Khánh Nam, Khánh Phú, Khánh Thành, Khánh Thượng, Khánh Trung, Liên Sang, Sơn Thái và Sông Cầu. Dự án đầu tiên đó là khu du lịch suối nước nóng nằm ở thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành, chính là cái vị trí con trỏ màu xanh xanh đây mọi người nhé. Quy mô dự án là 20 hectare, vốn đầu tư dự kiến là 50 tỷ đồng, cách trung tâm huyện Khánh Vĩnh là 15 km, cách đường cao tốc 20 km. Và mục tiêu dự án là phát triển khu du lịch gắn liền với địa danh của địa phương, giúp du khách có trải nghiệm và thư giãn. Đơn vị đề xuất chính là Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh. Dự án này phù hợp với quy hoạch kinh tế xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ bản đồ vệ tinh, Thanh Vân chuyển sang bản đồ quy hoạch, mọi người nhìn thấy sẽ rất là rõ là ở vị trí thôn Tà Mơ, xã Khánh Thành thì đa số đều là màu xanh, tức là đất rừng sản xuất, có đất của Bộ Quốc phòng, đất trồng cây lâu năm và diện tích đất ở rất là ít tại khu vực này. Dự án thứ hai đó là khu du lịch sinh thái Thác Giông, địa điểm là ở thôn Suối Cá, xã Khánh Trung, diện tích là 5 hectare, vốn đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng, cách Ủy ban Nhân dân xã Khánh Trung 5 km, cách quốc lộ 27C 10 km, mục tiêu phát triển dự án thành khu du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của du khách. Vậy thì với bản quy hoạch mới nhất tầm nhìn đến năm 2030 thì vị trí ở thôn Suối Cá, xã Khánh Trung triển khai khu du lịch sinh thái Thác Giông chính là cái nơi con trỏ màu xanh, thì giáp bên này là cả một cái quỹ đất thương mại dịch vụ để triển khai dự án. Xung quanh thôn Suối Cá, xã Khánh Trung thì được quy hoạch khá là đồng bộ và đầy đủ, cũng có rất nhiều những quỹ đất thổ cư, tuy nhiên chiếm khoảng tầm 20%, đa số vẫn là những quỹ đất nông nghiệp, đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm. Một điểm lợi thế đó là trục đường di chuyển ở trong thôn Suối Cá, xã Khánh Trung thì cũng khá là thuận lợi và cũng đang được thể hiện rất là rõ ràng ở tại nơi đây. Dự án thứ ba là khu du lịch sinh thái Giang Ly nằm ở thôn Gia Lố, xã Giang Ly, diện tích là 4 hectare, vốn đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng. Thì dự án này cách trung tâm huyện Khánh Vĩnh 20 km và tiếp giáp với quốc lộ 27C. Mục tiêu dự án là phát triển thành khu du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng. Vậy thì nhìn trên bản đồ quy hoạch, mọi người sẽ thấy là thôn Gia Lố, xã Giang Ly chủ yếu sẽ là đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất. Thì qua đây chúng ta cũng có thể quyết định được là có nên đầu tư vào thời điểm này hay không mọi người nhé. Dự án thứ tư đó là khu du lịch sông Mấu, đá dài nằm ở thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng, diện tích 8 hectare, vốn đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng, cách Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thượng 5 km, cách đường quốc lộ 27C 10 km, mục tiêu dự án phát triển thành khu du lịch sinh thái đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của khách du lịch. Nhìn sang bản đồ quy hoạch mới thì thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng quy hoạch khá là bài bản và đầy đủ, có những quỹ đất ONT giáp sát với những cái trục đường chính, còn lại vẫn là những quỹ đất nông nghiệp lâu năm, hàng năm, đất rừng sản xuất, có quỹ đất của Bộ Quốc phòng. Đường xá giao thông cũng được thể hiện rất là rõ nét và đặc biệt có những cái nhánh sông chảy qua, đem lại rất nhiều lợi thế về phong thủy ở khu vực nơi đây nếu như có đầu tư làm thành những cái khu du lịch sinh thái. Dự án thứ 5, khu đô thị xã Sông Cầu, ngành lĩnh vực thương mại dịch vụ, nằm ở xã Sông Cầu, diện tích 390 hectare, chính là con trỏ màu xanh đây mọi người nhé, trên trục đường cao Bá Quát, vốn đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng, dự án tiếp giáp với quốc lộ 27, phát triển tiểu đô thị sinh thái núi rừng phù hợp với định hướng của nghị quyết 09 của Trung ương. Vậy thì khi mà nhìn sang bản đồ quy hoạch thì khu đô thị xã Sông Cầu đã được thể hiện rất là bài bản và đầy đủ. Toàn bộ quỹ đất để phát triển thành khu đô thị cũng đã rất là rõ từng phân khu một trong bản quy hoạch mới này và xung quanh đa số vẫn là những quỹ đất trồng cây hàng năm, lâu năm, đất thương mại dịch vụ cũng khá nhiều, đất ONT, đất ở nông thôn thì cũng chủ yếu vẫn dịch chuyển về phía trung tâm Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh.
đặc biệt là hệ thống trục đường giao thông quốc lộ 27C bám sát với khu đô thị xã Sông Cầu thì cũng là một cái điểm lợi thế để đi vào trong từng phân khu một tại nơi đây. Dự án thứ 6, khu đô thị xã Sơn Thái, Liên Sang, hình thức thương mại dịch vụ, địa điểm thôn Trà Liên, xã Liên Sang, thôn Giang Biên, xã Sơn Thái, diện tích là 80 hectare. Vốn đầu tư dự kiến theo đề xuất của nhà đầu tư, cách trung tâm huyện Khánh Vĩnh 16 km, cách thành phố Nha Trang 50 km. Mục tiêu phát triển tiểu đô thị sinh thái núi rừng phù hợp với định hướng của nghị quyết trung ương. Thì ở đây là cái con trỏ màu xanh á, ở điểm dừng chân suối Mơ, tức là gần với suối đá Hòn Dao á. Nhìn sang bản đồ quy hoạch thì khu đô thị xã Sơn Thái, Liên Sang thuộc thôn Trà Liêng, xã Liêng Sang, thôn Giang Biên, xã Sơn Thái thì cũng chưa có được thể hiện rõ rệt như khu đô thị xã Sông Cầu. Xung quanh bao phủ là đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm. Khu đô thị xã Sơn Thái, Liên Sang trên bản đồ quy hoạch cũng có những cái phân khu cụ thể, tuy nhiên là chưa có sự đồng bộ thống nhất, và quỹ đất ONT thì cũng bám chủ yếu từ những cái trục đường chính. Còn lại đa số vẫn là đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. Dự án thứ 7 đó là khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung, ngành cơ sở hạ tầng, địa điểm là thuộc thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Diện tích là 19,58 ha, vốn đầu tư dự kiến là tùy quy mô dự án, cách trung tâm huyện Khánh Vĩnh 8 km. Và mục tiêu dự án, việc đầu tư xây dựng các khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh sẽ khắc phục triệt để việc đưa các chất độc hại, cung cấp cho người tiêu dùng những thực phẩm đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện trạng thì là đất rừng sản xuất mọi người nhé. Khi nhìn sang bản đồ gạch ở đây thì mọi người sẽ thấy là thôn Đông, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh đã được quy hoạch chi tiết và rõ rệt. Mọi người thấy là xung quanh là đều là quỹ đất màu đỏ này, thương mại dịch vụ rất nhiều. Có rất nhiều quỹ đất ONT ở tại nơi đây, thôn Đông, xã Sông Cầu. Vì dù gì có một cái điểm lợi thế là bám sát với trục đường quốc lộ 27C thì đi thẳng lên trên phía Bắc. Quỹ đất ở nông thôn cũng đã được quy hoạch rất là đồng bộ và rõ rệt. Và có một cái điều đặc biệt là những cái quỹ đất công nghiệp ở đây thì có khả năng là sẽ triển khai nhiều khu công nghiệp ở huyện Khánh Vĩnh. Và ở phía dưới này mọi người nhìn thấy chính là khu đô thị xã Sông Cầu á. Sau khi cập nhật 7 dự án trọng điểm đang được tập trung đổ vốn đầu tư vào huyện Khánh Vĩnh, từ bản đồ vệ tinh sang bản đồ hành chính và bản đồ quy hoạch, mọi người nhìn thấy rất là rõ là cái quỹ đất nông nghiệp ở huyện Khánh Vĩnh rất là nhiều. Có một điều hết sức lưu ý là hiện trạng đất của 7 dự án trọng điểm đầu tư là đất dân và chưa có giải phóng mặt bằng. Nếu như có đầu tư ở tại nơi đây thì Thanh Vân sẽ ưu tiên cho những cái diện tích đất tối thiểu cũng phải là từ 500-700m trở lên, và ưu tiên cho những cái công đất, ví dụ như 1-2 công đất, 3-4 công đất cho đến hecta, thì nó sẽ có lợi thế hơn để triển khai những cái khu du lịch sinh thái, hoặc là làm những cái căn biệt thự nghỉ dưỡng, những căn nhà thứ hai mà cho những người dân mà ở trong khu trung tâm, họ muốn dịch chuyển về vùng ven để nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng cuối tuần. Thì huyện Khánh Vĩnh cũng là một nơi có vị trí phong thủy rất là đắc địa, khí hậu rất là ôn hòa, dành cho những cái chuyến dã ngoại cuối tuần mà muốn ở trên núi rừng, view sông, view hồ, view suối, thì bất cứ một huyện nào mà trong thời gian tới sẽ triển khai những cái khu đô thị có cái sự đồng bộ rõ ràng, thì huyện đó cũng đang có cái sự đánh dấu trên đà phát triển. Vì khi mà đi khảo sát trực tiếp hiện tại thì huyện Khánh Vĩnh đa số vẫn đang là núi rừng, view sông, view hồ, view suối. Dân cư về đây cũng là 36.000 người rồi, tuy nhiên thì cái mật độ vẫn còn khá thưa so với những cái huyện khác trong tỉnh Khánh Hòa. Với một huyện ở trong một tỉnh mà đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất thương mại dịch vụ và đa số là đất nông nghiệp vẫn còn rất là nhiều, chủ yếu là chiếm 70-80%, thì những cái quỹ đất rộng lớn để phát triển thành những cái khu công nghiệp như cái mã SKK hay là SKX là đất vật liệu xây dựng như thế này sẽ có cái dự kiến triển khai nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ cập nhật liên tục sau khi mà Thanh Vân phân tích những cái mặt lợi thế, những cái điểm hạn chế khi mà đầu tư vào huyện Khánh Vĩnh tại thời điểm này, tầm nhìn từ nay cho đến 2030, kéo dài đến 2040-50. Thanh Vân tin rằng mọi người sẽ có những cái định hướng cho mình, quan trọng nhất đi khảo sát trực tiếp, ngắm nghía từng vị trí một và ưu tiên cho những cái nơi mà có nhiều khu dân cư đang tập trung nhiều nhất. Vì Thanh Vân đã lên huyện Khánh Vĩnh rất là nhiều, thì về cơ bản là phát triển khu du lịch sinh thái, hệ sinh thái và ưu tiên cho những cái quỹ đất lớn có thể làm những cái căn biệt thự nghỉ dưỡng ở đó, hoặc ưu tiên cho những cái nền từ 500m đến 800m thì nó sẽ dễ hơn cho cái việc đầu tư trung hạn và dài hạn. Những cái nền nhỏ thì hãy cố gắng là bám sát từ trung tâm di chuyển thẳng về Diên Khánh đến thành phố Nha Trang thì nó sẽ có lợi thế hơn.
Tại sao huyện Khánh Vĩnh lại đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến như vậy? Vì giá vẫn còn rất là rẻ, có vài trăm ngàn cho đến một vài triệu một mét vuông thôi. Những quỹ đất bao gồm cả đất thổ cư ONT với đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất thương mại dịch vụ hoặc là đất rừng sản xuất, ưu tiên cho những nền mà có đất thổ cư và đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm mọi người nhé. Còn với những cái diện tích đất lớn vài héc cho đến vài chục héc, đất rừng sản xuất muốn mạo hiểm hơn chẳng hạn, hoặc là những cái quỹ đất thương mại dịch vụ, người cần phải có cái sự cân đo đong đếm và lên một cái bài toán đầu tư thật là chi tiết và cụ thể để có cái sự lựa chọn đầu tư sáng suốt trong thời điểm này nhé. Chúc các nhà đầu tư thành công.